Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay ngày 24 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đồng hành, lắng nghe, chia sẻ với doanh nghiệp đã giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức và trụ vững trước những biến động của thị trường thế giới cũng như trong thị trường nội địa. Bước sang năm 2023 này, sự đồng hành của chính phủ sẽ vẫn là những bước đệm giúp doanh nghiệp có thể vượt qua những khó khăn, hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của mình. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 1 tức mùng 2 Tết, thành phố Đà Nẵng đón đoàn khách du lịch châu Âu đến từ đường biển. Chuyến tàu biển du lịch Silver Spirit đầu tiên cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng vào sáng mùng 2 Tết Quý Mão, đưa hơn 400 du khách đến Đà Nẵng. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa trong ngày đầu năm mới. Các hành khách được chào đón tại cảng tiên sa với các hoạt động múa lân chào mừng, tặng quà và quà lưu niệm du lịch Đà Nẵng. Khách tàu biển Silver Spirit có gần một ngày để tham quan du lịch tại các điểm đến đặc sắc của Đà Nẵng như danh thắng ngũ hành sơn, chùa linh ứng, bảo tàng điêu khắc trăm Đà Nẵng. Silver Spirit là tàu du lịch sang trọng được vận hành bởi hãng du thuyền Silver Sea thuộc sở hữu tư nhân người Italia. Tàu được đóng từ năm 2009 đến năm 2018 thì được tân trang lại cho sang trọng với tiện nghi đẳng cấp. Sức chứa của tàu hiện nay là 608 người. Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến có 767 chuyến bay đi, đến, trong đó có 748 chuyến bay vận chuyển khách. Mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất đón trên 100 chuyến bay quốc tế đến. Tổng số khách dự kiến qua sân bay trong ngày mùng 2 Tết gần 120.000 lượt, cao hơn cả một số thời điểm cận Tết. Đáng chú ý, lượng khách bay quốc tế trên 16.800 lượt và khách quốc tế đến gần 15.000 lượt đại diện cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất dự báo, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong mùng 2, ba Tết bắt đầu tăng trở lại sau lần cao điểm phục vụ khách về quê trước Tết Nguyên Đán. Dự kiến vào cao điểm sau Tết, từ 29 tháng 1 nhằm mùng 8, lượng khách lên đến hơn 144.000 lượt. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị. Cảnh sát Hy Lạp ngày 22 tháng 1 thông báo họ không phát hiện thấy có chất nổ trên chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không đai ẩn xuất phát từ Ba Lan, sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin đe dọa đánh bom. Thông báo của cảnh sát Hy Lạp cho biết họ đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hành khách và chiếc máy bay nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Chiếc máy bay Boeing 737 xuất phát từ thành phố Cato với 190 người. Trên máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Athens với sự hộ tống của hai chiếc máy bay F-16. Trước đó, các máy bay chiến đấu của Hungary cũng theo sát chiếc máy bay này. Sau khi hạ cánh, chiếc máy bay của hãng Ryanair đã được dẫn vào khu vực cách biệt trong sân bay quốc tế Athens để nhà chức trách tiến hành khám xét hiện chưa rõ đối tượng nào đưa ra thông tin về đe dọa đánh bom. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Kon cấp ngày 22 tháng 1 cho biết các lực lượng của Mộc Sao đã phá hủy một kho đạn pháo của Ukraine ở khu vực Zaporizhzhi. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, hai lục pháo D-20 cũng đã bị phá hủy ở STEBN OGORSK thuộc khu vực Zaporizhzhi và Prikastovka thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cùng với một lũ pháo D-30 ở Preobrazhenka thuộc Zaporizhzhi. Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar do Mỹ sản xuất ở khu vực Kherson. Một hệ thống radar đối kháng do Mỹ sản xuất là anh trên BQ-36 đã bị phá hủy ở Kherson, ông Igor Konarsin à góp thông báo. Thưa quý vị, xuyên đêm tình nguyện cứu hộ giao thông giúp dân vui xuân đón Tết đó là việc làm tình nguyện của câu lạc bộ cứu hộ SOS thấp 10 trên những nẻo đường đêm, giúp người dân không may xe mô tô hư hỏng hay hết xăng. Trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Câu lạc bộ cứu hộng có ép quyền tháp 10 quyền tháp 10, tỉnh đồng tháp hoạt động xuyên đêm, phục vụ người dân hoàn toàn miễn phí. Khi không may xe mô tô của họ gặp sự cố bất ngờ, người dân thật an tâm với những chuyến hành trình về quê đón Tết hay du xuân khi qua địa phận quyền tháp 10. Anh Huỳnh Văn Hoài Hận, chủ nhiệm câu lạc bộ cứu hộ SOS tháp 10 cho biết, nếu như những ngày bình thường, câu lạc bộ hoạt động từ 18 giờ đến 0 giờ ngày hôm sau, thì dịp Tết nguyên đáng này, các thành viên đã phải tăng cường hoạt động đến 3 đến 4 giờ sáng để phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Theo anh Hận, câu lạc bộ có 8 thành viên, công việc chủ yếu của là thay xăm, lớp xe mô tô, đổ xăng, thay nhớt, hoàn toàn miễn phí giúp dân không may gặp sự cố trên cung đường vắng khi về đêm. Ngoài việc sửa xe miễn phí, câu lạc bộ còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông phải thật an toàn. Với những việc làm ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả nhất định, lưu lại những hình ảnh đẹp trên quê hương đất sen hồng. Mới đây, bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện Tháp Mười, Cung Quyện Đoàn Tháp Mười, Ban an toàn giao thông quyện và đội cảnh sát giao thông công an quyện Tháp 10 đến thăm các thành viên câu lạc bộ SS Tháp 10, đồng thời tặng quà Tết và kinh phí giúp câu lạc bộ hoạt động. Thưa quý vị, sáng mùng 2 Tết, nhiều người dân thành phố Cần Thơ đến vườn hoa xuân ở công viên sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tham quan, chụp ảnh cùng với bạn bè, người thân, gia đình mừng năm mới. Vườn hoa xuân có chiều dài 240m, gồm 18 mô hình tiểu cảnh, theo ba cầm chủ đề mang đậm bản sắc Tết của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Điểm thu hút khách du xuân tại vườn hoa là linh vật mèo được làm đủ mọi hình dáng, biểu cảm vô cùng đáng yêu như mèo bên mâm ngũ quả, mèo ôm thỏi vàng du xuân, gia đình mèo viên mãn, hạnh phúc, tham quan vườn hoa xuân và chụp ảnh lưu niệm cùng con cháu. Bà Lê Thị Hiền ở phường Lê Bình, quận Cái Đanh chia sẻ, Tết là dịp ông bà, con cháu đoàn tụ đầy đủ trong năm. Vì vậy, những ngày nghỉ Tết, tôi cùng con cháu đi chơi. Chụp ảnh lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc đẹp của gia đình trong năm mới với mong muốn cả nhà vui khỏe, hạnh phúc, công viên tốt đẹp trong năm mới. Thưa quý vị, Yakushima là một trong những nơi có khí hậu ẩm ướt nhất trên thế giới, đến nỗi người dân địa phương nói rằng trời mưa 35 ngày mỗi tháng. Những bộ rễ cây khổng lồ tạo thành cách hang nhỏ, nếu muốn di chuyển phải cuối người đi qua ở cách điểm cực nam của đảo Kyushu, Nhật Bản khoảng gần 60 km về phía nam có một hòn đảo tuyệt đẹp mà nhiều người ao ước được đến thăm dù chỉ một lần, mang tên Yakushima. Vì nằm ở vị trí xa xôi cách trở, hoàn toàn biệt lập nên hòn đảo này vẫn giữ nguyên được vẻ hoang sơ vốn có. Và ở đó, có một khu rừng nhiệt đới xanh tươi dịu mát, được liệt vào danh sách những khu rừng được bảo tồn tốt nhất ở Nhật Bản. Theo Atlas Obeskura, Yakushima là một hòn đảo gần như tròn trịa đến hoàn hảo. Nó nằm cách kiêu siêu một trong bốn đảo chính của Nhật Bản khoảng 60 km về phía nam, là một hòn đảo xa xôi và hoàn toàn biệt lập. Yakushima là một trong những nơi có khí hậu ẩm ướt nhất trên thế giới, đến nỗi người dân địa phương nói rằng trời mưa 35 ngày mỗi tháng. Đó là một cách nói quá để ám chỉ rằng ở đây, mưa quanh năm suốt tháng, mưa không ngừng nghỉ, mỗi ngày ít nhất một trận mưa. Ở đây, hệ sinh thái cũng vô cùng đa dạng, từ vùng đất thấp cận nhiệt đới, đến vùng cao ồn đới mát mẻ, thậm chí còn có tuyết rơi. Vậy nên người ta có thể trải nghiệm ở hòn đảo này cả khí hậu nhiệt đới lẫn ôm đới, thực sự hết sức tuyệt vời. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt